Cỏ May xin trân trọng chào mừng quý vị khán thính giả của đài truyền hình ENT trên băng tần 57.10 đến với chương trình Trong mục kiến thức cuộc sống hôm nay. Tựa đề của chương trình của chúng ta là Sanh lão bệnh tử, và hôm nay sẽ là lần phát sóng đầu tiên của chương trình này. Xin chào anh Kenny Phan đến với chương trình. Chào Cỏ May, xin kính chào quý khán thính giả của đài ENT trên băng tần 57.10. Thưa quý vị, tại sao tựa đề của chương trình của chúng ta lại là sanh lão bệnh tử? Vâng, thưa, đó là bốn giai đoạn chính của cuộc sống của mỗi con người chúng ta đã phải trải qua. Sanh lão bệnh tử, trong tất cả các giai đoạn chúng ta cần đến những cái sự bảo vệ ngoài cái cuộc sống, trong cái cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay chính anh Kenny Phan là tổng giám đốc của công ty bảo hiểm có tên là PNA Professional Network Agent. Anh là tổng giám đốc và cũng là chuyên gia bảo hiểm của về ngành bảo hiểm. Xin anh có lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, một lần nữa xin kính chào quý khán giả của đài ENT. Kính thưa quý vị, sau hơn 25 năm hoạt động trong ngành bảo hiểm tại hai miền Nam Bắc California, chúng tôi đã mang những phúc lợi thực tế nhất đến với đồng hương của chúng ta qua những chi phiếu mà mỗi tháng, mỗi tuần hoặc là mỗi ngày công ty trả đến cho khách hàng, và chúng tôi là người mang đến cho đồng hương của chúng ta. Cho nên anh em chúng tôi ngày hôm nay đưa đến một cái kiến thức tổng quát về cái chương trình Sanh lão bệnh tử để nói về những giai đoạn của cuộc sống chúng ta đều phải có bảo hiểm. Để làm gì? Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, để bảo vệ cái phúc lợi trong cuộc sống của chúng ta. Vì sao cuộc sống là bất trắc? Từ 0 tuổi cho đến 85 tuổi, chúng tôi chia ra 5 giai đoạn thời gian một, và anh em chúng tôi sẽ trình bày lần lượt đến với đồng hương của chúng ta qua chương trình Sanh lão bệnh tử hôm nay. Dạ, và hôm nay chúng ta sẽ nói chính sơ sơ về chương mục sanh. Sanh thì nó không chỉ gồm từ 0 tuổi cho tới 85 tuổi như anh nói nữa, mà nó bây giờ nó cả involve, nó cả thêm về cái vấn đề gọi là prenatal, là trước khi sanh ra nữa. Nhưng anh Kenny Phan sẽ cho chúng ta về knowledge đó lát hồi. Một trong những lý do chính tại sao trong cuộc sống của chúng ta cần mua bảo hiểm, đó là vì khi một gia đình có một nguồn lợi tức hoặc là income chính, lỡ chẳng may nguồn lợi tức đó bị mất đi thì những người còn lại sẽ cần có được sự bảo vệ và sự giúp đỡ khi mà cái nguồn lợi tức đó mất đi. Thì cái nguồn mà bảo vệ đó sẽ làm một cái phương tiện cho những người còn lại có thể phát triển và tiếp tục cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa anh Kenny Phan, có rất là nhiều, mấy có biết là rất là nhiều loại bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ. Anh có thể cho khán giả biết sơ về tổng quát các loại bảo hiểm nhân thọ được không? Thưa Cỏ May, thưa quý khán thính giả, thưa quý vị, một đôi yến ương vừa lấy nhau. Ao ước của đôi yêu ương này là sẽ có tiếng khóc của chào đời. Thì làm sao chúng ta chuẩn bị trước một năm sau, hay là nói chính xác là 10 tháng sau chúng ta sẽ có baby chào đời? Thì cái bảo hiểm sức khỏe đóng phần quan trọng. Bảo hiểm sức khỏe mà chúng ta phải mua có phần sinh con đẻ cái trong đó nữa, thưa quý vị. Thì trong cái phần như Cỏ May có nói là prenatal care, trong cái bảo hiểm sức khỏe chúng ta phải có bao gồm cái phần sinh đẻ. Và khi mà đứa bé chào đời thì 14 ngày tuổi thì chắc chắn rằng cha mẹ nào, ông bà nào cũng muốn đứa trẻ này lên đại học trong lúc tuổi thứ 18, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi trình bày cái giai đoạn từ 0 tuổi là 14 ngày tuổi cho đến 25 tuổi, có nghĩa là giai đoạn đó là giai đoạn sống nhờ cha mẹ, ông bà hay là những cái cơ quan từ thiện hay là những người lo lắng cho đứa bé này. Và chắc chắn rằng bảo hiểm sức khỏe cũng không kém phần quan trọng. Nếu mà quý vị biết được cái chương trình Obamacare vừa rồi, công ty chúng tôi cũng ghi danh khá đông đồng hương của chúng ta. Nếu mà quý vị có lợi tức thấp thì được chính phủ tài trợ, và nếu mà hai gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con mà làm lương 32.500 đến 92.000 thì được subsidize đó, thưa Cỏ May, thưa quý vị, là được tiền trợ giúp bảo hiểm sức khỏe. Và khi mà cháu bé lớn lên ở cái tuổi mà 22 tuổi mà ra trường rồi đó, thì chúng tôi cũng dự tính là cho 25 tuổi cho nó chẳng. 25 tuổi đến 40 tuổi là một giai đoạn nữa, và 40 tuổi đến 55 tuổi, 55 tuổi đến 70 tuổi và 70 tuổi đến 85 tuổi. Từng giai đoạn này chúng tôi sẽ bao gồm bốn chữ sanh lão bệnh tử. Bảo hiểm là gì, thưa Cỏ May? Thưa quý vị, bảo hiểm là bảo vệ những bất trắc xảy ra, bảo vệ tất cả những gì
mà chúng ta không có khả năng làm việc bảo vệ cho những gì nếu chẳng may cuộc sống của chúng ta gặp bất trắc, thì bảo hiểm là một hợp đồng rất là quan trọng cho mỗi gia đình, cho mỗi cá nhân cũng như cho mỗi công ty của quý vị đang hoạt động ngoài kia. Cho nên anh em chúng tôi đưa những kiến thức tổng quát về bảo hiểm. Nếu có những thắc mắc, xin quý vị vào website của chúng tôi, lát nữa đây có Mai sẽ đọc số phone và website để quý vị tận tường. Nếu có những thắc mắc và đóng góp ý kiến gì trong cái chương trình Sanh Lão Bệnh Tử, xin quý vị cứ liên lạc với anh em chúng tôi để chúng tôi và quý vị là những người giúp đỡ lẫn nhau. Dạ, cảm ơn anh Kenny. Sẵn anh nói về Obamacare, em có biết là cái deadline đó, cái ngày hạn chót mà mình đăng ký đó là đã là 31 tháng 3 năm 2014. Nhưng anh có thể cho biết nếu mà quý vị nào mà chưa kịp mua có bị phạt hoặc là có cái trường hợp ngoại lệ nào không mà mình có thể mua sau thời gian đó ạ? Cảm ơn cậu Mai. Kính thưa quý vị, chương trình Obamacare sau hơn 3 năm kể từ ngày ông Obama ký cái đạo luật ban hành 2010 và đã áp dụng từ tháng 10 2013 cho đến ngày 31 tây tháng 3 vừa rồi. Nếu quý vị không mua bảo hiểm sức khỏe thì tờ thuế năm tới quý vị sẽ bị phạt 95 đồng. Thật sự mà nói không bao nhiêu, nhưng ai là người trả cái bill nếu chẳng may quý vị vào nhà thương? Chính là quý vị. Quý vị trả cái bill vào bệnh viện nếu mà quý vị không có bảo hiểm. Và ngoại lệ, thưa có may, thưa quý vị, có những trường hợp ngoại lệ quý vị vẫn ghi danh được và được subsidize, là được trợ giúp tiền bảo hiểm. Nếu quý vị có con cái, nếu quý vị bị mất job, mất cái bảo hiểm trong hãng, nếu quý vị mua từ tiểu bang khác đến California, anh em chúng tôi sẽ hướng dẫn ghi danh quý vị vào chương trình bảo hiểm Obamacare tại tiểu bang California. Mà quý vị nếu nằm trong những cái trường hợp đó thì quý vị được subsidize, là được trợ giúp tiền bảo hiểm sức khỏe based on income hiện tại mà quý vị mang về. Ví dụ như khi nãy chúng tôi có thưa, độc thân mà làm 15.000 dưới 15.856 đồng thì được Medi-Cal, thì được miễn phí tiền bảo hiểm. Và nếu mà trên đó cho đến 45.000 mấy trăm thì quý vị được subsidize. Quý vị có thể vào website của chúng tôi hoặc là gọi chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị ghi danh, để thứ nhất quý vị có bảo hiểm cho tháng tới. Và quý vị không được subsidize, quý vị cũng có thể mua trên online của chúng tôi được, hoặc là gọi văn phòng của chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị ghi danh. Mà nếu mà không nằm trong những cái trường hợp đặc biệt thì chính phủ không có được subsidize cho những cái chương trình đó. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà quý vị sẽ không thể nào biết được nếu mà mình có trong trường hợp ngoại lệ hay không, khi mà trừ khi quý vị gọi đến anh Kenny Phan. Thì quý vị có biết là tại vì giống như anh đã nói đó, không phải là tại vì mình đóng phạt cho nên mình mới mua bảo hiểm, nhưng mà mình để đề phòng những cái bất trắc nó có thể xảy ra trong cuộc sống mình, để mình có thể có một cuộc sống an bình và có sự chuẩn bị nhiều hơn. Sau đó là chương trình Obamacare. Sẵn đây anh nói, May cũng xin giới thiệu luôn đó, là nếu quý vị nào mà không biết đó, là anh Kenny Phan là một người rất gọi là chuyên gia về Obamacare. Trong 3 năm qua anh đã rất là tìm hiểu, gọi là research về cái chương trình này, và anh đã có mặt nói chuyện trong nhiều buổi nói chuyện cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn anh Kenny Phan rất nhiều. Và để tiếp tục với về vấn đề bảo hiểm đó, nãy là anh nói bảo hiểm sức khỏe rồi, bây giờ anh có thể giải thích cho May và quý vị khán thính giả về bảo hiểm nhân thọ được không ạ? Dạ, cảm ơn cậu May. Kính thưa quý vị, bảo hiểm nhân thọ, như khi nãy chúng tôi có thưa, trên 25 năm vừa qua chúng tôi làm bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà trong gần 10 năm gần trở lại đây có một cái loại bảo hiểm nhân thọ loại mới. Loại mới là gì thưa cậu May, thưa quý vị? Loại mới là loại quý vị sử dụng tiền bảo hiểm trước khi qua đời. Còn sau gần 40 năm đồng hương của chúng ta sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, chắc chắn quý vị cũng đã biết là bảo hiểm nhân thọ loại cũ. Loại cũ là mình mất, thân nhân của mình được thừa hưởng những cái số tiền mà mình đã mua. Còn loại mới bây giờ là loại mà chúng ta bị ung thư, bị tai biến, hay bị đứng tim, hay là bị tai nạn mà chúng ta không mất, chúng ta không qua đời, chúng ta sống với bệnh tật, thì chúng ta có quyền lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của chúng ta ra trước để sử dụng trong những ngày chúng ta đang bất lực, không đi làm được, không có income, một nguồn lợi tức nào vô. Cho nên chúng tôi tạm gọi bảo hiểm nhân thọ loại mới là như vậy, thưa có May, thưa quý vị.
Vâng, đó là bảo hiểm nhân thọ loại mới. Nhưng mà chính bản thân em cũng không có rõ về bảo hiểm nhân thọ gọi là căn bản. Em chỉ biết là hình như nó có hai loại chính, loại term và loại life. Whole life, trọn đời. Thì thưa quý vị, danh từ chuyên môn ngoài kia họ gọi là permanent, là mình tạm gọi là trọn đời. Và term là định kỳ. Trong cái định kỳ đó nó có nhiều loại là 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm hoặc là even 35 năm. Và cái trọn đời thì là cash value policy có nhiều loại nữa, whole life, universal life và indexed universal life. Tuy nhiên không phải cá nhân nào cũng trùng hợp với một cái loại policy cả, tùy theo tuổi, tùy theo sức khỏe và tùy theo cái tiền túi của mình để dành được bao nhiêu hàng tháng để chúng ta chọn cho chính mình một cái policy, một cái hợp đồng vừa cái túi tiền của mình hàng tháng. Tôi có may thưa quý vị. Dạ, thì anh Kenny Phan có giải thích với chúng ta sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ loại mới và bảo hiểm nhân thọ thông thường là loại mới. Nếu mà quý vị có gì bất trắc, quý vị có thể rút tiền ra. Nhưng mà với loại bảo hiểm nhân thọ thông thường là term and life thì phải có chuyện gì mình mới được có bồi thường? Thưa Cỏ Mây, thưa quý vị, chương trình bảo hiểm loại cũ đó thì chúng ta biết được rằng là chúng ta mất, nó cũng có trọn đời và cũng có định kỳ. Nhưng mà chúng ta không lấy ra trước được nếu mà chúng ta không hoạt động 206 động tác mỗi ngày. Chúng ta không tự ăn uống được, chúng ta không tự mặc quần áo được, chúng ta phải nhờ vả một người khác để lo cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bảo hiểm nhân thọ loại cũ không cover cái phần đó. Và bảo hiểm nhân thọ loại mới, kể cả mình mua định kỳ hoặc là trọn đời, nếu bao gồm trong cái policy này, còn gọi là long term care rider đó, có may thưa quý vị. Long term care là chăm sóc y tế dài hạn đó thưa quý vị. Quý vị đã bị tai biến rồi, quý vị vừa chữa bệnh xong thì quý vị đâu có đi làm được. Quý vị có thể chờ một thời gian ngắn, 6 tháng hay là 1 năm, 2, 3 năm. Trong thời gian 6 tháng, 1 năm, 2, 3 năm đó quý vị không đi làm được. Nếu mà quý vị có một cái bảo hiểm nhân thọ loại mới thì quý vị có thể claim cái bảo hiểm, lấy cái số tiền bảo hiểm đó ra để đền bù một cái số tiền mà quý vị không đủ khả năng sức khỏe để đi làm đó thưa con mày, thưa quý vị. Wow, quý vị có thấy không, là rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều kiến thức về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe mà May cũng có, mà xin muốn hỏi đến anh Kenny Phan nhiều nữa. Nhưng mà xin cho mình được một cái commercial break. Thì quý vị nào có thắc mắc về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, xin liên lạc với anh Kenny Phan, số điện thoại trực tiếp là 714-260-1555 hoặc số điện thoại miễn phí 1-800-985-8344. Và quý vị lúc nào, bất cứ lúc nào cũng có thể lên website của anh là pnainsurance.com. Khi chúng tôi quay trở lại, chúng tôi sẽ đi sâu vào thêm những cái câu hỏi về chương trình bảo hiểm mà nãy giờ anh nói rất là nhiều, thì quý chúng ta sẽ cùng học hỏi thêm. Xin tạm biệt quý vị.